Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái lệnh liên quan đến cái phần mềm ZW 3D, đó là lệnh import những cái file get bên ngoài vào phần mềm ZW 3D. Cụ thể như ở đây chúng ta có một cái file DWG như thế này. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn là sẽ là import nó vào này, chỉnh sửa cái bản vẽ này và xuất ngược trở lại file DWG hoặc là xuất ra file PDF. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Ở đây mình có một cái, sau khi mà import ấy, thì nó sẽ hiện ra cho mình một cái môi trường 3D như này. Thì để mà có thể view được cái mặt phẳng này thì các bạn vào cái phần này cho mình, chọn là top view. Đó. Hoặc là Control Up, tổ hợp phím Control Up. Ở khi mà mình đã có một cái bản vẽ này rồi mà mình muốn di chuyển nó thì mình sẽ sử dụng cái lệnh Move. Mình sẽ Move toàn bộ cái bản vẽ này về cái vị trí là gốc tọa độ. Gốc tọa độ. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng những cái option trong cái lệnh move này, ví dụ như là move theo dynamic này, mình di chuyển như này, mình có thể điền luôn trực tiếp cái số lên trên này đó, hoặc là di chuyển lên. Đó, đâu, ok đó, thì nó sẽ di chuyển ra như này cho các bạn. Hoặc là ví dụ như là các bạn có thể là sử dụng những cái option khác, ví dụ như là theo hướng này, đúng không? Hoặc là xoay, xoay cũng được. Xoay thì các bạn sẽ phải xoay theo trục OZ như này. Đó. Xoay đi, đúng không? Xoay như này, ví dụ như là 90 độ chẳng hạn, bản vẽ nó sẽ được xoay như này. Được chưa? Đó. Còn nếu không muốn thì các bạn lại ấn Ctrl Z ngược trở lại. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ đưa nó về góc tọa độ nhé, để thao tác cho dễ. Đấy là mình vừa mới modify bản vẽ đi. Bây giờ nếu như mà mình muốn tạo ra những cái đối tượng thêm vào thì mình sẽ sử dụng cái những cái lệnh ở trong cái sketch này. Mình sẽ vào cái option sketch này nhá. Xong mình chọn cái mặt phẳng là OXY. Như thế này. Đó. Rồi bây giờ mình có thể thêm vào những cái đối tượng tùy ý. Ví dụ như là mình thêm circle này. Thêm ở đây. Thêm ở đây cho bạn. Circle thì nó hơi khác ở trong cái phần mềm ZWCAD một xíu, tức là các bạn sẽ phải nhập nhập cái đường kính hay là cái bán kính vào cho nó nhé. Ví dụ như đây mình sẽ nhập đường kính là 10. Bán kính là 10. Đó. Ok. Bên này cũng thế. Ví dụ như là các bạn muốn là tạo ra một cái đường kính mà nó cách cái đường thẳng này, cách cái đường thẳng này một cái khoảng cách nhất định. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng vào cái lệnh là constraint này và quick dimension này. Các bạn sẽ ràng buộc nó cho mình nhé. Ở đây mình để là 10 đi. Đây là 45 đi. Đó, thì bây giờ cái đối tượng này nó sẽ được cố định lại, các bạn sẽ không thể di chuyển được nó nữa. Các bạn thấy không ạ? Cái màu xanh ấy nó hiện là well defined ấy, tức là nó đã được ràng buộc tốt. Đó, thì có thể là trong phần mềm của trong máy các bạn ấy thì cái status này nó sẽ không hiện ra đâu. Thì các bạn sẽ vào phần này cho mình nhé. Vào phần 2D này. Và các bạn chọn là Display Constraint Status Color này. Đó, ví dụ như mình tắt đi này. Nó sẽ mất.
mình bật lại. Đó. Khi mà các bạn muốn copy cái đường tròn này chẳng hạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh copy cho mình. Copy nó có hai dạng copy nhé, copy từ điểm này đến điểm kia, dưới đến đây, một cái điểm bất kỳ, hoặc là copy theo hướng, như ở đây mình sẽ chọn là hướng trừ OX, trừ OX một khoảng cách là 10 chẳng hạn, 15 đi. Đó. Thì bây giờ là những cái đối tượng này của mình đã được tạo ra. Bây giả sử như là trong trường hợp mà các bạn có những cái đường line như này chẳng hạn. Đó. Mà các bạn muốn trim nó, muốn cắt nó thì làm thế nào? Ở đây các bạn sử dụng cái lệnh là trim nhé. Có thể là sử dụng lệnh power trim này. Power trim tức là cắt bất kỳ. Các bạn di con chuột đến đâu nó sẽ cắt đến đấy. Thì các bạn sẽ giữ chuột trái này. Giữ chuột trái nhé. Và cắt. Đó. Hoặc nếu không ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh đó là mình vẽ thêm cái đường nữa. Đó, các bạn có thể sử dụng cái lệnh đó là trim split at point, tức là cắt tại điểm. Thì ở đây trong trường hợp này mình sẽ lấy cái curve, tức là cái đường cắt đường 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 curve sẽ cắt này. À, cắt tại điểm nào? Ví dụ như mình muốn cắt điểm này, điểm này. Segment là lấy là cái đoạn sẽ lấy. Ví dụ như mình sẽ lấy cái đường này đi. Thì lúc ấy à sorry các bạn, không được. Mình sẽ lấy cái đường này đi. Thì lúc ấy nó sẽ bỏ hai cái đoạn bên ngoài này. Đúng không? Tại vì cắt tại hai điểm này mà. Đúng không? Được chưa? Tương tự nhé. Mình sẽ lấy cái đường này đi. Mình cắt tại hai điểm này. Lấy đoạn nào? Lấy một trong hai đoạn này thì mình sẽ lấy đoạn này đi. Được chưa? Đó. Cắt nó cũng khá là linh hoạt đấy. Rồi ví dụ như là khi các bạn làm mà muốn lấy fillet chẳng hạn, tức là lấy bo cong thì các bạn lựa chọn cái lệnh fillet này nhá. Lấy fillet, lấy hai đường thẳng. Đó, mình sẽ lấy đường này. Nó sẽ tự fillet cho các bạn. Ừ. Thì sau khi mà vẽ xong rồi ấy, thì các bạn sẽ ấn exit ra đây cho mình. Thì nó lại quay trở lại cái môi trường 3D. Môi trường 3D này. Đó. À quên, có một cái này nữa mình muốn nói luôn cho các bạn. Tức là khi mà các bạn muốn quay trở lại cái vào cái môi trường mà các bạn đã tạo ấy, thì một là các bạn click chuột trái, click đúp vào cái biểu tượng này. Đấy, nó sẽ ra cái biểu tượng vào cái môi trường sketch các bạn vừa tạo ra. Hoặc không thì các bạn sẽ vào cái phần sketch bên này, mở chuột phải ra và ấn redefine. Đó, redefine thì nó lại vào được cái môi trường mà các bạn vừa tạo ra. Những cái đối tượng mà các bạn vừa tạo ra ra đây này, được chưa? Đấy, ví dụ như là khi mà các bạn tạo cái lệnh line này, đúng không? Tạo lệnh line chỉ được có một đường thôi, ấn OK này, là coi như. Đấy, thì các bạn muốn gọi nhanh lệnh ra thì các bạn sẽ nhấn cho mình là click chuột giữa nhé, click chuột giữa sẽ gọi lại được cái lệnh mà các bạn vừa mới sử dụng. Đây, click chuột giữa. Đó, được chưa? Đấy, đây là môi trường 2D nhé. Và đây là môi trường 3D. Nó hơi giống nhau một xíu. Được chưa? Còn nếu mà exit một lần nữa ra thì nó sẽ ra một cái path như này. Tức là cái này nó là cái việc quản lý file trong thư viện ZW 3D ấy, là mọi thứ là nó sẽ theo đầu tiên là path này, xong rồi đến sketch, bên trong này là những cái sketch nhỏ. Được chưa? Thì sau khi mà các bạn vẽ của các bạn đã được vẽ và chỉnh sửa xong ấy, thì các bạn sẽ lưu nó lại. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là lưu trên file DWG. Thì các bạn click vào file cho mình.
file này, xong rồi chọn save as này, được chưa? Ở đây mình sẽ lưu vào desktop, nên mình chọn là dwg. Dwg. Bây giờ mình tắt cái này đi nhá. Tắt cái này đi. Đây, rồi cần mở lại trên phần mềm. Được chưa? Thì những cái đối tượng của mình vừa tạo ra đây này. Đó. Còn bây giờ mà các bạn muốn lưu trên file PDF thì các bạn chọn file, chọn vào phần export nhé. Mình sẽ không lưu và save as nhé. Ở đây trong save as nó cũng có file PDF này, nó cũng có file PDF, nhưng mà khi mà lưu vào trên cái file PDF này ấy, thì nó sẽ ra file trống, bởi vì cái này nó sẽ ưu tiên cho lưu file 3D hơn. Đây, ví dụ như đây các bạn thấy này, nó sẽ không có, nó sẽ không có gì cả. Thì thay vào thế thì các bạn sẽ lưu cho mình là bằng cái lệnh là export. Yes. Đó, thì nó sẽ hỏi là các thông tin như sau. Thứ nhất ấy là in là monochrome, tức là in là gọi như là in đen trắng ấy. Đấy, còn đấy là ví dụ như là cái bản vẽ các bạn có màu giống như bản vẽ này của mình ấy, thì các bạn chọn là colorize. Tiếp theo là cái khu vực in, khu vực in thì mình sẽ chọn là window. Mình chọn ở đây. Đó. Chọn khổ giấy in này, A4 hay là A3, khổ ngang hay khổ dọc, được chưa? Rồi các bạn ấn là OK. Thì bây giờ cái bản vẽ của bạn sẽ được in ra. OK. Thì đấy là toàn bộ những cái gì mình muốn trao đổi cũng như là chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.